Vâng, em xin chào toàn thể quý vị cùng toàn thể các cô bác anh chị. Trong video buổi tối ngày hôm nay đây. Video ngày chủ nhật ngày 25 tháng 6. Bây giờ em mới bắt đầu lại về được lô hàng cực VIP, cực độc. Hàng này thì nó thật ra các bác là không cần phải vệ sinh. Vì hàng đấu giá vừa mới ở bên xuống xe cái là bốc thẳng cho em luôn, em bóc luôn không cần vệ sinh. Đã quay video trước này em thấy là không cần vệ sinh rồi. Đây. Toàn hàng độc các bác nhá. Một em Lationa. Đấy. Hàng đẹp như mới. Đây. Một em Mít. Mít cánh ngọc chóp ấy. Này các bác nhìn này. Một em Mít ca sải cánh 30 năm. Một em San Mili. Toàn hàng VIP của bác nhé. Đây một em Mít. Đấy. Nồng quần rất mới, sơn xiếc, không cần phải vệ sinh. Đây. Hàng này có thể là ngày mai đang luôn bán, không cần phải. Đây. Và một em Mít càng gà. Đấy. Số rời bác nhé. Em bác này. Số điều khiển này. Con này là có tem đồng các bác nhé. Đấy. Đây là tem này. Bầu gom tem đồng của nó anh nhé. Còn con đời này nó có hai đời. Đấy. Một đời có tem đồng, một đời không có tem đồng. Đấy. Cánh đục chóp nhọn. Đấy. Ở đây thêm một em Sanio rất đặc biệt. Sanio 4 cánh thôi nhé. Đấy. Một em Sanio cóc này. Nhưng mà 4 cánh. Đấy. Lúc đầu em này cứ bảo là bị nai nhưng mà không phải. Đấy. Và có đây dòng này dòng số rời. Dòng này số một em hy rồng. Đấy. Toàn hàng chất lượng cao luôn. Đấy. Và một em đây này em là gì đây? Con xem. Một em la. Đấy. Hàng chất lượng vừa về xong. Thêm một em Fuji nữa nhỉ. Đấy. Một em gì đây? Đấy. Một em Mít. À một em La. La Tiola. Đây, cánh cái này màu đồng thôi nhá. Chứ là không phải là màu mạ đâu. Đây. Cái viền này màu đồng của nôi. Đấy, bầu bom tem đồng luôn. Đấy. Công tắc hai số công tắc tròn. Dây dợ vẫn còn nguyên zin theo quạt. Xem có cái con gì? Này con La đấy à. Đấy. Này một em La bầu bom nữa. Đấy, bóc con không rách. Đấy, dây điện đấy, cắt dây điện tôi đấy. Đấy, một em La bầu bom nữa. Ở đây, thêm một em hi tai chi cánh đục. Đấy. Cánh này là nó hơi kiểu màu kem. Đấy, và thêm một em đây. Một em La Tiona sải cánh 35 chân loa nha bác nhá. Con này hàng như mới luôn. Đấy, chưa vệ sinh đẹp như mới. Con này nó thật nói của là ấy còn đẹp hơn cả hàng thùng xốp. Đấy. Đây vào một em này nhưng nó đang bị tuột mất ốc, rơi mất ốc rồi. Tí em tìm một ốc em nắp vào. Đấy. Một em La chân loa này các bác nhìn này. Chưa vệ sinh này. Đấy. Mới rớt rồi ạ. Đây, em thích nhất em này. Nhìn thấy nó cứ đèn bóng ấy. Một em La Tiola. Bầu gom tem đồng, tất cả đen xì. Mỗi tem là màu đồng và cái điểm nhấn logo này. Đấy. Đấy. Đen xì, logo mệt luôn này. Đấy. Đấy. Một em Mít càng gà. Đấy, em Mít càng gà này.
Em đấu giá được thêm hai con, một con chuyến 3 ngày nữa về đến đây. Đấy. Đây. Hy rồng đấy nhá. Đấy, hàng rất đẹp. Và bác nào có nhu cầu sưu tầm thì em có hai em như này. Đấy. Toàn hàng VIP bác nhá. Thì bác nào xem kênh của em mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đấy, bác nào mà xem kênh rồi thì ấn vào nút chuông ở phía trái màn hình. Để mỗi khi em phát video cho các bác sẽ nhận được cái thông tin thông báo luôn, để các bác không phải mất công chờ đợi. Và đây là những cái sản phẩm mà em vừa mới cập bến, nên là chưa có giá và cũng chưa vệ sinh. Đấy, bác nào thích thích sản phẩm nào thì cứ điện cho thẳng cho em theo số điện thoại là 0969 135 686. Em có địa chỉ tại Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương. Đấy. Rất là mong cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị ủng hộ. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn vào gặp vào video sau.